Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cách lắp đặt giá móc treo quần áo đa năng. Bộ sản phẩm bao gồm móc treo xoay tròn, giá đỡ, vít, dụng cụ lắp đặt, máy khoan, thước, bút. Quy trình lắp giá treo móc treo tủ áo đa năng với khoang tủ đang là 76,5. Chúng ta cũng chia đôi lấy tim là 38,5. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đo chiều sâu vào tủ và chia đôi lấy tim ở điểm giữa. Tủ 55 chúng ta sẽ chia đôi ra lấy tim ở giữa. Bước tiếp theo chúng ta sẽ bắt giá đỡ đúng điểm mà chúng ta đã vừa chia.